Ok mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm mà theo mình nghĩ là sắp tới sẽ là một trong những địa điểm mà các bạn có thể đi camping rất là gần. Nó không phải là Chị An nha. Nó mất khoảng tầm 40 phút để tới tính từ trung tâm Biên Hòa vào đây. Let's go. We started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something, I hope it never ends. I hope it never ends. Nghe nói nhiều người phải lên Đà Lạt đi lượm thông đúng không? Bây giờ chúng ta lên Biên Hòa, ở Biên Hòa có thể lượm được thông rồi. The good old days are over. We're two hearts running wild. On and on, we'll move a little closer. We don't have to burn out in the fire. No, we don't have to burn out in the fire. Vừa rồi mình vừa giới thiệu cho các bạn một cái địa điểm khá là gần Biên Hòa ha. Video giới thiệu các bạn đi vào đây như thế nào thì sẽ có vào ngày hôm sau á. Tại vì tính ra nếu mà để một cái clip không mà để làm cái đường đi vô nó cũng hơi khó, tại vì nó dài lắm. Và có một cái điều nữa là không dành cho ô tô nha. Đúng nghĩa là các bạn đi camping là đi xe đạp, đi bộ hoặc là đi xe máy thôi. Nghe không? Không biết ô tô chắc nó lăn xuống luôn á. Đó rồi à, đứa hai là nhớ chơi thì dọn rác đó. Ở đây á thì nó hợp lý cho các bạn khi nào đi buổi sáng sớm hoặc là đi buổi chiều cắm trại luôn. Cắm trại theo mình nghĩ thì cắm trại luôn cũng được á, sống ảo cũng đẹp. Không biết này chụp hình sao ta, từ từ có bữa nào đi chụp hình đẹp đó. Thì đây là một số review với cả một số chi tiết của mình về cái địa điểm này. Thì nhớ theo dõi chị Biên Hòa, tại vì tụi mình sẽ có rất nhiều địa điểm mới cho các bạn để đi mà không cần đi quá xa khỏi Đồng Nai nha. Bye bye.